cha 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 la 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 la. Cầu nó không thương thằng Hận, chắc tại nó chê thằng Hận lùn. Thằng Hận nó không yêu con Cầu, chắc nó chê con Cầu cao. Là hai đứa nó không thương nhau vì kế hoạch mình đã bể chân rồi. Sao giờ? Ha, cò lớn. Nghe, alo. Sao nãy giờ còn chưa có thông tin gì nữa hả? Đây, anh phải lộn con mẹ nào trong nhà nó rồi phải không? Cái gì vậy hả? Phải làm cái gì? Ông biết tôi là Hận đàn bà mà. Hận đàn bà thì làm gì có vụ mà phải lòng với là yêu đương gì nữa chứ. Vậy thì đánh nhanh rút gọn đi. Chân chưa hòa vậy, tôi không có chờ được đâu nha. Biết rồi, từ từ. Đó, nấu khoai từ từ nó mới nhừ chứ. Nó không làm gì mà nóng quá vậy. Nóng quá rồi là mặt nó nổi mụn nữa. Mụn mặt ông bây giờ là nó gần như là nó hang ổ giống như ở mặt trăng rồi đó. Mình nóng hoài vậy là nó mụn riết là nó lỡ lối ra gớm lắm mà nghe. Nè, tôi nói với ông bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có nhắc tới cái nỗi đau của tôi mà. Vậy đây nghe, từ từ đi nghe, kiên nhẫn nghe. Thì chà, hôi quá. Thuộc cái này bày cái này. Con Cầu Trần Hận không yêu nhau, vậy thì mình còn thằng cháu nội đẹp trai. Thằng cháu nội đẹp trai này có giá lắm chứ. Coi. Con sầu riêng, con sấu, con xoài. Con sầu có lẽ nó hợp với cái thằng Thương này à. Nó đâu? Ở chà, trời, ngứa. Cha nào con nấy bán cá viên chiên mà không yêu nghề gì trơn trọi á. Đẩy xe cá ra đây nằm ngủ. Không ế sao được chứ. Nè cá viên chiên. Cướp. Trời gì ông nội? Con đang ngủ mà. Ôi, gì giấc mơ nó đẹp đó con ơi. Nhưng mà cuộc đời nó không có đẹp đâu. Cuộc đời nó phũ phàng lắm con ơi. Gì vậy ông nội nói vậy là sao? Con không hiểu. Cái tuổi của con này nè. Con phải lấy vợ chứ. Nghe không? Cái gì con lấy vợ ông nội sao vậy? Con nhỏ xíu con nít nôi biết gì lấy vợ ông nội? Nhỏ gì mày, nhỏ gì cũng lớn rồi nhưng mà có nguyên nhân rồi ông nội mới nói được như vậy. Sao vậy ông nội bị gì vậy? Ông nội thì có bối. Thầy bối nói là ông nội sống được chừng tháng thôi. Nếu tính tháng đủ là 30 ngày, còn tính tháng dư là sống thêm được ngày là 31. Còn gặp cái tháng thiếu thì ông nội còn sống được có 28 ngày nữa. Ước nguyện của ông nội là muốn nhìn thấy con lập gia đình có vợ. Trời ơi, có gì đâu ông nội. Thì ông nội lớn rồi, già rồi, trước sau gì ông nội cũng uy tiên thôi. Sớm muộn gì cũng vậy, cái gì đâu mà ông nội lo lắng chi. Trời đất ơi, con cháu gì đâu bất hiếu ghê đâu. Nghe nói ông nội chết mà không buồn, không xúc động gì trơn trọi mà bảo là chết là phải là sao vậy hả? Trời ơi, bình thường mà. Bình thường gì bây giờ nè, thầy bối nói rồi đó, con lấy vợ đi. Con lấy vợ rồi có khi là ông nội nhờ được cái phước của con, coi như là điềm lành, điềm phúc đó. Ông nội sẽ kéo dài thêm thời gian, thay vì một tháng thì ông nội có thể sống cho tới chín mấy tuổi mới chết được. Ủa gì kỳ vậy? Con lấy vợ liên quan gì tới ông nội đâu mà tự nhiên con lấy vợ cái ông nội sống dài hơn. Nó gọi là phước. Phước đức gia đình trong họ là vậy đó. Không? Ra là con lấy vợ đi con. Ôi, con nít mà lấy gì ông nội? Được, nít mà con lấy vợ trong nào mới sống được ông nội lại con. Nếu mà con không lấy vợ là coi như ông nội đi sớm rồi, ông nội bỏ hai cha con bây giờ bơ vơ đó. Thấy không? Thấy đi, nghe. Thiệt hả? Là lấy vợ là ông nội sống dài hơn đúng không? Ừ, đó. Rồi, coi như là con lo cho sức khỏe ông nội, con muốn ông nội sống với con với ba con lâu. Ừ. Nên
thôi con hy sinh đời trai con kiếm vợ con lấy, nhưng mà giờ ai lấy con đâu nội, giờ không lẽ anh Quang hỏi gì Kim Tê Hy con có muốn lấy con không? Trời, mà lấy nhỏ Kim Tê Hy á hả? Trời ơi, con mà lấy con Kim Tê Hy là con kia có tàn đời trai con á. Sao vậy ông nội? Người khác, người trong gia đình ngũ quả này nè. Trong gia đình ngũ quả hả? Không phải là nguyên hết cả cái ngũ quả đâu, một người chỉ nhất thôi. Ai vậy ông nội? Trẻ đẹp, vừa tuổi với con mà lại nó mết con nữa. Con xoài á. Chị xoài á hả? Được không ta? Được chứ. Con mà lấy xoài rồi là con tha hồ con xài tiền. Để con thử coi. Xí mũi. Dạ. Em đang làm gì vậy? Em đang tô màu. Đẹp quá. Ủa, anh hồi xưa. Gì vậy? Sao mày tóc anh là gì vậy? Cái này tại anh chuẩn bị đi chơi á, nên để tóc này chỗ đẹp trai, đẹp trai không, đẹp trai không? Không, xấu lắm. Mà cũng có chọc anh hoài à. Ê, anh có chuyện này tính nhờ xí mũi giúp nè, giúp anh cái nha. Nhưng mà anh phải trả công cho em á nha. Trời ơi, anh biết trước thế nào em cũng nói vậy mà, bởi vì anh chuẩn bị rồi. Bèo vậy? Gì bèo? Sao mua mỹ phẩm tặng em? Gì? Em con nít mà sao xài mỹ phẩm được mà mua mỹ phẩm cho em? Gì vừa xài được thì em cũng xài được. Hôm bữa em lấy sâu cái gì vừa son lên á, trời ơi, đẹp
ý chang diễn viên trong phim vậy á. Vậy luôn hả? Ừ. Thôi nhưng mà giờ anh chỉ có này thôi hả? À, giúp anh đi rồi mai mốt á xí muội lớn hơn xíu nữa anh ngoại thương mua mỹ phẩm cho xí muội ha. Dạ. Giờ anh có cái này giúp anh nha. Dạ muốn em giúp cái gì? Trời dễ lắm. Đây nè, đó. Thấy không? Em chỉ cần cầm cái này nè, em mang lên đưa cho dì xài là được rồi. Đơn giản. Dạ. Giúp anh nha. Dạ. Trời ơi xí muội dễ thương quá, giỏi quá. Mai mốt á anh mua nhiều nhiều mỹ phẩm cho xí muội ha. Dạ. Ừ vậy nha. Bye bye. Yeah. Anh đi nha. Dạ. Dạ hả? Trời ơi, cái hình này xấu quá. Hình này mà tô lên màu là đẹp ơi là đẹp luôn. Trời. Xoài à, trong mắt anh em là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Lông mày em lá liễu, mắt bọn cái, mũi dọc dừa, miệng trái tim lai trái đào, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu. Ký tên Hoài Thương. Cái thằng nhãi ranh, mày chết đi chị. Coi như là kế hoạch của mình xong rồi đó. Nhận được bức tranh đó là coi như là lên kiếm mình chắc luôn. Ủa ai vậy ta? Ờ ra liền. Mời xoài vào. Trời uống nước uống dễ thương nữa. Xoài. Ai đi hả? 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 Ai